Người dân ở phía đông vùng Caribe đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm Beryl. Nhà chức trách cũng đã kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng hoàn tất việc chuẩn bị và tìm nơi trú ẩn. Tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tốt. Tôi chỉ mua thêm một vài đồ hộp thôi. Tôi có nước, nước đóng chai. Tôi có đồ ăn dự trữ, pin, đèn pin. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng nay chúng tôi đã mở cửa sớm hơn nửa giờ để đáp ứng nhu cầu cao điểm. Người dân mua máy phát điện, thùng rỗng, mọi thứ. Chúng tôi sắp hết đèn pin, dây điện nối dài, thang, băng dính. 3 ngày qua, mọi người đến mua đủ các thứ đồ. Hôm nay chúng tôi đóng cửa lúc 12 giờ, mà giờ mọi người vẫn đến mua hàng. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết dự kiến bão Beryl sẽ mang theo gió tới mức nguy hiểm đến tính mạng con người và lũ quét vào hôm nay. Cảnh báo bão được ban hành ở Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent và quần đảo Geraldine, Grenada và Tobago. Cơn bão dự kiến sẽ mang theo lượng mưa từ 8 đến 15cm trên khắp Barbados và quần đảo Inuit suốt cả ngày hôm nay. Giám đốc Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết bão Beryl sẽ vẫn mạnh ít nhất cho đến giữa tuần. Khi bão đạt đến cấp độ 4, những thứ như mái nhà sẽ bị hư hại hoàn toàn, bị tốc mái, tường bên ngoài bị sập, cây cối bật gốc, thiệt hại sẽ đáng kể. Đường dây điện cũng như cơ sở hạ tầng khác sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho rằng nhiệt độ ấm áp của Đại Tây Dương và các điều kiện liên quan hiện tượng thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng các cơn bão. Các hiện tượng thời tiết cực đoan bao gồm bão đã trở nên thường xuyên hơn và có sức tàn phá mạnh hơn trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu.